Chào quý vị, tôi xin giới thiệu tôi là Trương Hướng Viên, là hướng dẫn viên xin chuyển gì chính của chương trình của anh. Quý vị, hôm nay về ngoài bản qua tôi là hướng dẫn viên, tôi xin giới thiệu là một chuyện mới đặc biệt của một trạm nữa đồng hành với quý vị của chúng ta, đó chính là pháp tài xế Dương Thiên Hiệp để nghe mọi người trong một trạm phát tài. Ok, xin cảm ơn quý vị nhiều. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ đi thăm Lan Thái Định. Chào mừng quý vị đến với bộ phim Hải Định. Thì vua Hải Định chỉ vì được một thời gian thì đã bắt đầu đã lên những ý tưởng và bắt đầu cho xây dựng những lăng tẩm để phục vụ cho cái tinh thần của mình. Và sau khi tham khảo rất nhiều trình táo của các thầy địa thì vị vua Hải Định đã chọn nhiều lắm, nhiều nhau là giáo tử là vợ anh Châu Ế để làm vị trí xây dựng lăng mộ. Lý do vua Hải Định chọn vị trí này bởi vì nó phù hợp đủ các điều kiện của tiền án thảo chậm bên đường và xã Thanh Long ở Bình Thuận. Cụ thể như là phía trước và trường tiền án thì lấy một ngọn núi thấp ở phía trước làm tiền án và hai bên là hai ngọn núi Tấp Vung và Bạch Kim Sơn để trước mặt làm xã Thanh Long và cửa Bình Thuận. Có thay sau đây chạy có thay nước sau đây chạy từ trái qua phải làm nơi thủy tụ hay còn gọi là bên đường. Và đặc biệt là nơi tọa lạc của chính Lăng Hải Định, đó là ngọn núi Giáo Chữ, đó chính là Hậu Trăng. Và sau này vị vua Phan Thị Hải Định đã đổi tên của núi này thành Ứng Sơn và đặt tên của Lăng theo tên của núi đó chính là Ứng Linh, Ứng Lăng. Và Lăng Hải Định được khai ứng công sau vào ngày 4 tháng 9 năm 1920, kéo dài trong khoảng 1 năm. So với những công trình kiến trúc lăng tẩm của các vị vua khác thì lăng tẩm ở Lăng Hải Định không phải quá đồ sộ, diện tích chỉ có 110m x 48m. Tuy nhiên đây là một công trình rất là công phu và tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Và người thời sau thường xếp loại Lăng Hải Định này ra loại khỏi kiến trúc truyền thống của lăng tẩm Việt Nam, bởi vì Lăng Hải Định mang một vài nét rất là riêng biệt và nó rất là cá tính, rất là thể hiện cái sự cá tính của vua thì hôm nay cái sự giao thần rất nhiều nền văn hóa nhau. Và tổng thể của Lăng Hải Định đó là một khối hình chữ nhật vươn lên cao khoảng 127 bậc, nhưng muốn thể hiện sự khát khao vươn lên sự tự do của vua Hải Định. Và trong kiến trúc của Lăng Hải Định nó sự giao thoa của nhiều kiến trúc như là Ấn Độ giáo, Phật giáo, của kiến trúc Gothic, kiến trúc của Roma. Để hiện chi tiết qua những chi tiết cụ thể như là những cái trụ tháp trụ cẩn và hình tháp ảnh hưởng của kiến trúc Ấn Độ giáo, biểu đình hình bát giác và những cái mái vòm ảnh hưởng của kiến trúc Roman, và những cái trụ biểu dạng tháp Luba là ảnh hưởng của kiến trúc nhà Phật. Và có sự giao hoa của những này kiến trúc này là có hai nguyên nhân chính, một là do sự giao hoa văn hóa Đông Tây và vào cái thời gian lịch sử là văn hóa phương Tây vào Việt Nam giao thoa với nhau. Và nguyên nhân thứ hai là do các cá tính của vị vua Hải Định này, thì do sự xâm lược của nhà văn hóa Chương Nghĩa Tư Bản phương Tây vào nước ta vào những cái thời gian này, và nó mang đến trong kiến trúc Việt Nam một cái làn gió mới. Và vị vua Hải Định là một vị vua sẵn sàng tiếp nhận những cái nền văn hóa mới, thể hiện qua các ăn mặc của vị vua. Đó là bên trong thì vị vua mặc vest, bên ngoài vẫn mặc cái long bào. Và phát lương của vị vua thì có những giải đề chạy khá hấp lánh, thể hiện được thấy là vị vua sẵn sàng tiếp nhận những cái văn hóa mới vào. Tuy nhiên thì những ý tưởng của vua thể hiện là qua những cái lăng tẩm Hải Định này nó không quá là màu mè, không quá là gọi là quá lố, bởi vì qua những bàn tay rất yêu nghề của các nghệ nhân điêu khắc của Việt Nam thời bấy giờ đã là
làm cho kiến trúc Lăng Thái Định trở thành một công trình tiêu biểu cho sự của đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc và hình thành nên từ đồ gốm và thủy tinh của công trình kiến trúc lãnh đạo của Việt Nam. Và đi thăm vào chi tiết hơn thì Lăng Thái Định là một công trình uy nghiêm, và Lăng Thái Định bước vào cổng chào của Lăng Thái Định đó là một cái cổng chào với bước lên 37 bậc và chính đấy là một cổng chào cao và hình tháp ảnh hưởng của Ấn Độ giáo. Và bước thêm 29 bậc nữa thì quý vị sẽ đến vào sân bãi đình, thì với hai bên sẽ là lính được tạo thành từ những tượng đá rất là quý hiếm và hướng mặt vào giữa sân. Thì bước thêm vào nữa đó là một cái công trình chính của Lăng, đó là cung Thiên Đình. Cung Thiên Đình bao gồm có 5 phần chính, hai bên đó chính là tả trực phòng và hữu trực phòng. Phía trước đó chính là điện Khải Thành, ở giữa đó chính là một cái gian giữa chính ba gian bao gồm có bửu tán, pho tượng của vua và phần phía dưới của vua, và sau cùng đó chính là nơi để bài vị của vua. Thì toàn bộ không gian nội thất của cái không ba gian chính được làm bằng thủ công rất là công phu và thể hiện cái sự tài hoa của những nghệ nhân lúc bấy giờ, được tạo ra những bức tranh và những cái trang trí tường bằng đồ gốm sứ và những bản thủy tinh màu sắc nhập từ Trung Quốc và Nhật Bản về. Nói riêng chi tiết về một phần của vua Khải Định được đặt dưới một bức tượng đồng. Bức tượng đồng của vua Khải Định là do vua tự đặt hàng từ bên Pháp, do hai nghệ nhân Pháp làm ra vào năm 1920. Thì phía trên bức tượng đồng này có một bửa tán. Bức bửa tán này là một khối bê tông sắt thép nặng khoảng gần 1 tấn. Tuy nhiên những bức hình văn mà chạm xung quanh của cái bữa tán này nó thể hiện nét mềm mại uống được như là những dòng sông hoặc là những cái bãi lụa, nhưng mà người ngoài tham quan thì vào người ta không khó có thể hình dung được đó chính là một khối bê tông mà nó giống như là một bãi lụa, cho thấy cái sự tài hình tài hoa tinh tế của nghệ nhân điêu khắc thời bây giờ. Ok, thì vị vua có cái thi thể của vua đặt dưới cái mộ phần của cái dưới bức tượng này, thì và cái lối vào của cái mộ phần này thì là một cái chiều dài khoảng 30 mấy, và cái lối vào ban đầu là vào phía sau của cái bi đình, và từ đấy người ta đưa cái thi thể của vua vào trong cái mộ phần này. Ok, toàn bộ và cái người chịu trách nhiệm chính cho việc kiến tạo ra những nghệ thuật này đó chính là nghệ nhân Phan Văn Tánh. Nghệ nhân Phan Văn Tánh là một nghệ nhân nổi tiếng của nước ta vào cái thời đấy. Tác phẩm tiêu biểu của ông là gồm có những bức chạm khắc đó chính là cửu văn hẳn long, lớn và là bậc nhất của Việt Nam vào thời điểm đấy. Và những bức cửu văn hẳn long này là ba bức chính nằm trên ba tầng của ba gian chính của Lăng Thái Định. Và nhờ và sự đóng góp của nhân tài hoa này mà Lăng Thái Định đã có một cái kiến trúc riêng thể hiện sự tài tình và nét tinh hoa độc đáo của Việt Nam nói chung và trong cái kiến trúc Lăng Tẩm nói riêng về cách sử dụng gốm sứ thủy tinh vào cái nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc và công trình Lăng Tẩm này. Và những cái chút này nó làm lên tên tuổi của vị vua Khải Định và nó góp phần vào cái công trình nghệ thuật Lăng Tẩm, quần thể Lăng Tẩm của xứ Huế. Và nó đúng như là cái câu đối đề trước tả trực phòng ở trong lăng là tứ diện hiến kỳ quan, phong cảnh biệt khai vũ trụ, ức niên trung vượng khí, giang sơn trường tội trừ hư, có nghĩa là bốn mặt đều là kỳ quan, phong cảnh mở ra một vũ trụ biệt lập, muôn năm muôn đúc nên vượng khí và núi sông bền vững mãi mãi. Xin cảm ơn quý vị, tôi là hướng dẫn viên Trương Trang Tiên, tôi đã xin xong về Lăng Thái Định cho quý vị cùng lắng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe những thành phần. Sau đây em xin tự giải định ra tình huống và xử lý tình huống của em cho bài thi này. Em xin đưa ra hai tình huống. Tình huống thứ nhất đó là một hoặc là một vài người trong đoàn muốn xin ý kiến tự tách đoàn ra để đi vào những cái không gian mua sắm riêng hoặc là một cái địa điểm tham quan riêng.
Thì cách xử lý của em trong tình huống này đó chính là tiếp khách hỏi ý kiến của trưởng đoàn và ý kiến của đội hình tôi, thông báo cho trưởng đoàn và đội hình tôi về sự thay đổi về ý kiến thay đổi này, về tìm hiểu và yêu cầu cái sự đồng ý từ trưởng đoàn là trước hết là trưởng đoàn và đội hình tôi về có chấp nhận cho một nhóm chọn người này tách ra để đi theo chương trình riêng của một nhóm người đã hay không, và phải nếu mà đồng ý đi thì phải yêu cầu cái chấp nhận đảm bảo về sự an toàn của nhóm nhỏ này, về mọi sự cố xảy ra trong quá trình của những người một vài người này đi riêng là phải tự chịu trách nhiệm, và các nhân viên không và công ty không có chịu trách nhiệm vấn đề này. Cái thứ hai nếu mà đồng ý thì phải ký xác nhận như vậy, còn nếu không đồng ý thì trường hợp này phải bắt buộc là một vài người này phải đi theo chương trình của chương trình tour đã xét từ trước, bởi vì cả đoàn đã đồng ý như thế này và không thể vì cả là vì một vài người mà cả đoàn phải thay đổi chương trình tour để đi như vậy được, vì ảnh hưởng tới chương trình và cả đoàn trong một ngày và cả những ngày sau nữa. Và tình huống thứ hai đó chính là em được đặt ra, đó chính là trong quá trình thuyết minh thì có một vị khách đứng dậy phát biểu ý kiến trái chiều rằng thông tin cái gì đưa ra là sai, thì em xin sẽ lấy tình huống này như sau. Trước hết em xin vui vẻ hài lòng và chấp nhận ý kiến của vị khách đấy, bởi vì thông tin là thông tin đa chiều, có thể đúng hay là sai, và vị khách có thể đưa ra ý kiến là đúng hoặc có thể là sai, và trong trường hợp này thì em biết chắc là về là người khách đó nói cái ý kiến đó là sai, nhưng mà em không phản ánh trực tiếp được bởi vì sẽ làm mất lòng khách. Em xin tiếp nhận ý kiến của khách, cảm ơn khách, và em sẽ về để tìm hiểu thông tin lại và đính chính lại sau. Tuy nhiên những bài thuyết minh của em là được chuẩn bị thảo từ trước và theo nội dung của công ty đề ra của chương trình và những thông tin chính thức từ trang web của người lên. Bài thuyết minh của em là em dùng đi dùng lại nhiều lần trước đây và em được nói thông tin như vậy. Và thông tin trái chiều từ người khách đưa ra em xin tiếp nhận và xin được đính chính sau. Sau khi em có làm việc sao em xin lỗi như vậy. Em xin hết.